là thầy pháp ấy. Uống thuốc tây mấy xuồng á, chứ đừng nói mấy thuốc tây á, đi bác sĩ ghét đi á, nó chửi luôn á. Cái thằng thầm thầm đây nghĩa mà hai bữa rồi nó hôi xong chết không cứu tao nói, ủa sao biết hay cái gì kia mình nói rồi, con cái chết rồi, gia đình nó ly tán tôi luôn chứ thầy, nói khóc rồi nó nặng ba đì rồi cái của mình nó tù ru ở trong hết trơn á thì ơi. Hồi đó bệnh nó vô ở chứ nó biết trắng hết biết luôn, không có đường nào mà chỉ hết luôn, vậy thôi giết được rồi bỏ. Cái này mà sống tới giờ không có cái này là chắc ngủ rồi. Cái này cô muốn làm thầy thì xăm lắm vậy? Không có làm thầy. Chứ sao ạ? À? Nhưng cái kiểu như mình bệnh á, rồi như là cho sa xăm cái này để như là cho mấy ông tổ vô giữ mấy người ma tà đó đó. Giữ đừng cho phá á. Xăm bao lâu rồi cô? Này có 10 năm rồi. Mà nhờ cái này thành nữ. Hết già xăm luôn hả? Ừ. Vô đạo là xăm, vô đạo là xăm. Đó vô đạo gì? Đạo Phật không phải chứ không có chữ đạo Phật. Đạo nhập mà tới gần thì xăm, một năm xăm lần một. Tới ngày cái này cũng như bà Phật hội vậy đó. Đó chứ không có gì chứ. Như là gia đình này hết trơn, xăm hết trơn, cha con gì, hồi đó gái trai gì hết trơn luôn. Hồi đó con nói với thầy nghe gì vậy cũng như Rút nhanh đi. Ông rút nhanh đi. Rồi ra không có cái này là khủng khủng điên điên rồi. Lát nữa hồi đó đóng cửa luôn đi anh chưa? Đóng cửa đi kệ mình cúng lát nữa cúng gì bệnh rồi đóng cửa lại đi. Rồi cứ nói đi. Sao? Phật hội là sao? Xăm gì là sao? Không, cái này nè con nói cho thầy nghe gì nè, cũng như là hồi đó bệnh rồi hả, chị ông hết lên ổng thi này vô cũng như thi này vô đặng có người giữ ma tà đừng cho phá đó. Nhưng mà cái dạng như ổng hơi yếu quá đi rồi ổng nhìn không ra, ổng quánh ra hết một tốt rồi còn một tốt nằm trong này. Nó quậy hoài. Không làm ăn gì được hết. Quậy rồi sao? Đau cái này nhất cái kia đưa tụt đủ thứ chứ. Lên bắt ắn vậy nè thầy. Không hồi để con kể từ đầu tới cuối cho thầy nghe. Là hồi lúc mà về đây ở sống á thì coi như là bạn của ông này là thằng bạn nó chết, phải không? Được. Chết hồi nào thì mình hồi đó mình về làm dâu mình đâu biết đâu. Rồi cái bắt đầu cái nhào vô với mình, nhào vô. Cái bắt đầu cái nó ở với con luôn. Rồi bắt đầu cái bắt đầu cái quay qua quay lại cái đầu cái bữa đêm đó từ khoảng đâu 8 giờ mà lúc đó ở không có ai nhà chứ ở nhà. Rồi cái nó nhào vô ở nó ở xong rồi biết rồi đó. Giật mình cái vậy là đầu quả hồn chạy mà lúc đó gia đình không có ai nhà. Ăn ở cô luôn hả? Ừ. Ở là mấy chục năm rồi. Rồi cái này là như là mới thi mới có 10 năm thôi. Nó quậy quá trời quậy nhờ cái này vô xưng gì? Nó vô nó không có sưng gì chứ như nó vô như nó nghĩ nó là chồng mình đấy là à. nó ở mình vậy đó à. Rồi cái mới ôm gói chạy cổng đứa hai đứa nhỏ chạy qua nhà bà chồng mà ông này đón đi cơ quan không có nhà thầy yeah. Rồi cái bắt đầu cái chạy qua nhà bà chồng cái đầu nó rủ ông già nó vô luôn rủ ông già nó vô luôn ông già nó cũng làm thầy pháp được hồn gì đó không biết làm thầy pháp là con ma nó rủ ông già vô đó không biết thầy pháp cha con chết trơn á không biết làm này phù để pháp gì không biết của đầu nhà vô con luôn con ẩm như hai đứa nhỏ chạy qua tới bển thì coi như nó vô hai chân gì hai tay hai chân gì quéo như nè quéo như nè bắt ngắn eo quéo cứng ngắc vậy nè gọi đầu là cái miệng thì béo một bên luôn cũng cứng ngắc luôn đó rồi bắt đầu cái từ đó tới sau là coi như là nó ở rồi này kia nọ rồi bệnh này bệnh kia bệnh nọ rồi con cái chết rồi gia đình nó ly tán luôn chứ thầy nói khóc ông bỏ đi bạn không có nhà đó. Vậy là 20 năm rồi 10 năm sau cũng gặp ông thầy này. Đó, 10 năm sau mới gặp ông thầy này. Như đợi ta nhớ ta chị. Nhiều ông lắm mà ha. Dạ. Mà ta nó ngủ quyền không à. Ở đây cũng như là ở cái Bình Hải này không có thầy nữa. Giờ thầy tới Vĩnh Long. À, đi khắp xứ ha. Dạ. Xứ luôn dữ lắm. Mình nói tàn là nói là loại câu là của hồ của quyền của quyền ông thầy. 5 năm mà đó trong thấy dưới đó là tôi còn bằng việc là mới có đứa. Đúng nhàn đi. Thứ hai 30 năm. À, rồi mấy đứa này nó chưa có luôn nè. Đó là bây giờ là nó phá thì cũng hết gia đình luôn rồi cái phá đầu rồi à? Gọi đầu cái là con những ở nhà con gốc con bệnh đúng không rồi cuối cùng gọi đầu là quay tới nhỏ thứ hai nhỏ thứ ba rồi thằng thứ tư thằng út giờ hết nhà luôn rồi cái bắt đầu cái hết biết rồi cái ông anh thứ tư nó thôi bây giờ mày đi cho nó phi bùa ông thầy nó đi
ông Phật hội là ông cũng làm phước chứ không có gì trơn á. Cũng như là thì để này vô đây gì là như có tổ chỗ này đi giữ mình nên không có báo mình ở này. Là như cũng là Phật hội người ta là nhà Phật người ta cũng làm phước thôi chứ không có cái gì trơn á. Sao có biết Phật hội? Hả? Thì nghe thầy nói thì mình nói theo gì thôi. Ông nói là Phật hội như là ở đây cũng là làm phước thôi chứ không có cái gì hết trơn á. Nó thành thử ra mới đi theo cái giờ mà nhờ cái này đó là con đỡ thầy không thôi là con khùng rồi. Như cũng như ha, ông thầy cũng kêu về cúng người cái tổ đó là như thờ để cúng đó. Cũng như là mình giấy với mấy ông tổ rồi cái mình cúng mình quánh cái kiểu này nó nằm chỗ nào thì mình quánh chỗ đó, quánh gì nè thầy. Quánh. Ví dụ nó nằm chỗ nào mình quánh chỗ đó. Quánh sao nó nghe. Quánh gì nè, ví dụ nó nằm cô tử thì mình quánh cô tử, nằm ruột thì mình quánh ruột, nằm trên đầu thì mình quánh đầu, nằm lên chỗ này đau chỗ nào mình quánh chỗ đó. Mà nếu mình vuốt tự trên đầu vuốt xuống thì coi như là nó tuột xuống dưới giò mình. Xuống tới dưới này, nếu nó mình hơn nó thì mình tuột xuống dưới giò này là tê cứ ngắt cái giò luôn. Gọi là cái đồng trung bình nó khỏe hết biết khỏe luôn, không bình thường có gì hết. Mà tới chừng 4 giờ sáng nữa nó lên lại nữa. Nó làm vậy là xuyên suốt cả 10 năm nay. Hầu cắt cái nhà lên tới giờ là 10 năm nay. Lại nghe liên xuyên suốt bị hoài luôn thầy. Rồi biết rồi cái nó nhảm rồi cái ngủ ban đêm đó, ngủ đó mà nó đè liền xe bóc vậy. Hồi lúc mà thầy xuống đó là hai đêm cũng không được luôn. Tất công. Rồi ban đêm thì ngủ coi ngủ đó là nó vô nó địa là biết liền. Địa gì? Là nó vô nó ở với mình đó. À, giật mình. Ăn ở với chồng. Với thằng với ông ma đó. Rồi bắt đầu vô như ngủ nó vừa giật mình thức dậy là biết liền. Rồi nó nặng ba đì rồi cái của mình nó tù ru ở trong hết trơn á thì ơi. Hồi đó bệnh nó vô ở chứ nó biết trắng hết biết luôn. Không có đường nào mà chỉ hết luôn. Vậy thấy giết được rồi bỏ. Đi ra 4 năm con thầy vậy đó. Mà cuối cùng không được, nó ngủ quyền không à, không có ra gì hết trơn. Rồi cuối cùng giết rồi ngại lúc nó nghèo khổ không có tiền bạc chứ rồi bỏ liều. Bỏ liều giết cái nào ngại bệnh nhiều cái mới uống thuốc mà chứ không kiếm thầy nữa. À đợi đi kiếm thuốc không? Uống thuốc vô. Uống thuốc vô hết làm lại. Hồi đó nó phá con này cái giò này đi, què luôn á. Thích vô luôn á. Khổ quá trời khổ thầy ơi, rồi quá hết gia đình luôn, không còn ai chứ. Rồi thường nhập lên không? Thì đâu cũng nói nó xàm vậy đó. Nó xàm mà đều đỡ cái nhờ mấy ông tổ này mấy ông giữ lời. Chứ không có tổ là ông chị cô không hết sao? Ông mà cô thỉnh gắng về sắc gì đó cô đi về thờ đó. Không có cái này là trừ ra để thờ là để mình cho mình có bằng tổ mình cúng đó mấy ông giải ngân cho mình thôi chứ còn thì... như không ổng làm không hết phải làm hết rồi con khỏe quá giờ rồi thầy. Không làm hết. Rồi sao cô không lên thầy cô? Trời ơi, đi lên hoài mà không có hết. Gầm lên á, một năm mà đi. Năm đi ba lần mà không có hết thầy. Năm đi lần đi ngày gầm. Lên chợ làm sao? Lên chợ thì con cũng thi vô gì nó đầu chữ. Rồi gầm lên thi chữ, gầm tháng 7 thi chữ, gầm tháng 10 thi chữ, gầm tháng giêng thi chữ. 10 năm rồi đó, cái này là 10 năm rồi. Mình mấy cô giờ đầy bùa cho. Như vậy nè. Rồi ở sau lưng đầu chức ngực rồi cũng có. Cái này vô ở nhà là cũng làm vậy nè, hết trơn luôn. Mà thầy nhà con người hết bị sợ mà nó cáo quá là không dám mà đi chợ. Mà hồi xong cái này là dĩ nhiên là nó đỡ được đó. Nó bả lên luôn, nó lên tối ngày luôn ơi, nó không dám làm càng. Nó cũng lên vậy rồi nó xúc. Nó mà, vô rồi nó xúc nó không. Mà thầy thấy nha, hồi lúc nó vô con là như là nó ăn không. Con xách cái giỏ đi chợ rồi thầy thấy coi như là mua đồ ăn không, về nhà ăn không. Rồi ở nhà tối ngày hiểu mà là đồ buồn lên là đi lục này lục kia kiếm ăn. Rồi tôi nói ủa sao mình lớn tuổi sao mà kỳ vậy trời, kiếm ăn không vậy. Mà bả lên kiếm rồi bả nằm rồi ngủ bên đó, tối tôi ngủ, tôi về đây, tôi về nhà là ngủ riêng nha. Mà mình bả lên nửa đêm mới lên rồi. Mà tôi giái cho nó thôi, cho nó hết đi được, mà nó lên quá tôi ngủ được. Thôi cho hết đi rồi ba bữa tôi cúng bò heo cho. Mà tôi giái thầm đây nghĩa mà hai bữa rồi nó hôi xong giái nó cúng. Tôi nói, ủa sao biết hay cái gì? Tôi biết trước hết hả? Tôi biết trước hả? Không có đó là thầy đây, tôi biết thầy không đó là thầy phát đây nè. Rồi ổng chết rồi hai đứa con nó bắt chết luôn. Rồi sao mà nói là bạn ngủ chung tôi, khỏe ngủ chung không à? Sao mà nó chết mà nó theo vợ tôi không biết. Đó tôi bằng việc tôi bỏ vợ nhà tôi không có đi làm. Đó. Ở đó là lâu lắm rồi thầy, hồi đó mấy đứa con chưa có đâu. Thằng này không có luôn, chỉ con nhỏ thứ hai thôi là nó nhập rồi mới cưới về đó mấy tháng là nó nhập rồi. Nó nhập luôn tới bây giờ đó. Mà bây giờ đỡ hồi ở dưới này tôi chở hết thầy. Chú mới cưới cô về mấy tháng. Mấy tháng là nó nhập rồi. Nó bị tôi bỏ bả nhà tôi không có đi làm, tôi đi làm không đó. Rồi ở nhà ơn ngủ ơn mà. Nó vô nó nhập. Rồi má luôn đó sống ba quýnh coi chà không nó quýnh chạy ra mà cuộn luôn lên. Rồi ông thầy coi là đó tôi về rồi tôi chở tôi mà nó bằng việc nó thiệt thầy tôi quen mấy bác sĩ là tôi gửi không nó nằm từng rồi nó về rồi cái đầu mới về rồi nó ra nữa bác sĩ nói sốt xuất huyết á rồi viết gửi rồi tôi gửi hồi đó nó gửi lên bác sĩ. Là coi như là thầy thấy là như nóng
nóng nó nóng hừng 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 vậy, nóng hồi đã rồi cái sốt gung đó, nóng thì gung, nóng gung mà hai tay dở không lên, có nhiều làm hoài làm riết rồi từ từ rồi cái lên luôn. Hồi đó nó đỡ không luôn, thầy ơi, là gầm gầm nó, nó nhảm không người chạy hồi tới, đó còn mạnh nó đỡ, bây giờ lớn tuổi rồi bây giờ là ngày rồi, nó nhiều hơn rồi giờ bả đi cũng không nổi, giờ mắt bắn thêm luôn đó, mắt nó mắt mờ mờ luôn rồi, hai đầu gối nè thầy thấy hai đầu gối coi như là giờ ngồi xuống đứng lên rồi đi cà bệ cà bệ, nó ngồi lâu gì rồi lát đứng lên đi cà bệ bệ nói chung bây giờ có thường nhập không? Bây giờ có nó còn ở trong mình đấy, có mình lâu lâu nó thấy nó lâu lâu nó về, lâu lâu nó về, lâu lâu nó về lần chứ phải đi về hoài. Vì khi nào cho mình nó yếu hay gì là nó nhập vô. Về nó sao? Nó về nó phá, nó phá mà không nói chuyện á. Nó xưng tên nó đàng hoàng mà nó nói không có lần nào làm nó nổi đâu. Nó xưng tên họ đó. Xưng tên nó luôn. Ừ, nó còn mình á, nó mới nói bởi ông thầy. Nãy chỗ nguyên ngang chỉ thầy đó là chỗ đó. Chỗ đó đó. Không, ông ỷ ông làm thầy đó rồi ông làm gì đó. Ông chết hết trơn rồi. Ông chết ông mới theo đó. Chứ con đâu có bằng thầy bằng gì đâu, đúng không thầy bà gì đâu, ông cho như vậy là để cho để thờ tối thượng thủ thân đó, thủ thân thủ trong nhà đó thầy. Dạ. Vô rồi mấy chục năm rồi. À, bạn của ông chồng của sáng không? Dạ. Còn ai trong đây nữa? Còn ông già nó nữa. Còn ai nữa? Ông già nó nghĩ nhạc binh hay gì đó. Thầy coi kỹ giùm đi, đừng sợ quá. Thầy ở đây thầy sợ quá. Thầy tại sao ơi. Không bà con ta vô sát ta chị? Tại thấy vợ nó hiền. Hiền người cứ còn vô, còn kiếm mạng, đổi quá. Không có thằng hụt ta vô sát ta sợ được. Sợ thì tại sao vậy? Để thầy lỡ gùi quần sao mới chạy. Con tôi sao chạy ha? Sợ chưa? Sợ, thầy ơi sợ. Sợ ha? Nãy giờ nó nói tao kêu mày chạy đi mà mày không chạy, mày ở hoài. Tao quánh mày một ngày 8-9 vụ giác, mày cũng ở hoài, mày không đi. Cút cái đi. Cút qua đây, cút hết nha. Cho người sống nó cút hết đây, đi tu đi. Mà nói không chịu đi, thầy ơi, con này muốn đi nó không chịu đi. Không đi nha. Lên đi, ai không chịu đi nha, lên đi. Thằng bạn đó, nó thương con quá, nó ở với con mà giờ nó không chịu đi. Gom hết lên, lên hết đi. Lên hết đi, lên. Pháp ấy, ta muốn cái đi đi mà nó kéo của ta lời hoài á. Làm thầy pháp nhà ta ở ngoài đó đó, ngoài đầu xóm mà không có vô, còn ta nó năn nỉ quá rồi ta vô. Năn nỉ đều theo giữ nó, sợ nó vô mình nên kiếm thầy giết nó chết. Không có làm thầy nó không giữ được. Bữa nay thì bắt tụng chưa? Mụ bạc nghe không? Nghe dạ nghe thầy. Sợ không? Thầy ơi, trời ơi thầy. Cút hết nha. Nghe chưa? Dạ đi thầy ơi thầy. Tử số. Kêu quá.
Bà Nương, Nương ơi, Nương, Nương, bà Nương ơi. Bà tên gì? Nguyễn Thị Nương. Bà Nương, bà Nương, bà Nương, bà Nương, bỏ ra. Trộn bụng nước. Bỏ ra cô, bà tỉnh. Bà tỉnh nào, uống nước vô. Uống nước vô. Cô Nương, cô Nương, cô Nương, cô Nương, cô Nương. Dạ 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 dạ. Lao mặt tôi đi. Bình tĩnh. Ừ, chút xíu giúp cho. Cái thằng bự bự á. Bình tĩnh, cô bình tĩnh. Anh lấy thau, cái thau để nước để cục đá vô. Mở mắt ra, bình tĩnh nè. Nè, hít sâu thở ra. Hít sâu thở từ ra. Xong đầy mình chưa vậy hả? Ừ. Hết nhà luôn không thầy ơi. Con cái gì hết trơn luôn, để nó phá rồi đứa nào đó. Bình tĩnh. Lấy nước cho uống kìa. Tốn tiền lắm thầy ơi, tại là nó uống giờ thuộc thuốc tây còn mấy xuồng á. Uống thuốc tây mấy xuồng á, chứ đừng nói mấy. Thuốc tây á, đi bác sĩ ghét đi nó chửi luôn á. Trời ơi trời, uống ghét không thấy đừng không có đường nào nó nổi. Đó. Cô bình tĩnh, hít sâu thở ra. Bên này gom cái một ha. Ừ. Đâu có điện có dữ mà. Mười. Mười hai. Ôi, trốn mà. Bốn. Quá trời. 15. Sáu. Đó, bụp. Sợ chưa? Chấp ta lên. Nam mô Quy Phật. Nam mô Quy Phật. Nam mô Quy Pháp. Nam mô Quy Pháp. Nam mô Quy Tâm. Nam mô Quy Tâm. Nam mô Quy Tâm cõi cộng đồng. Nam mô Quy Thể cộng đồng. Nam mô Quy Quang Tham Bồ Tát. Nam mô Quan Tham Bồ Tát. Con nguyện. Đi tu. Đi tu. Không về thầy tổ không nữa. Về tổ nữa. Không quậy phá nữa. Không quậy phá nữa. Nếu sai lời. Sai lời thiên đôi đó mà con. Ừ. Đi tu coi chưa. Dạ. Sức ạ. Lấy khăn đắp vô ngoài lau mặt quá đi. Trời nó mệt. Đừng mơ biết bao lâu rồi.
Hồi nãy làm gì cô biết không? Làm gì? Hồi nãy làm gì? Đau. Đau mà không biết làm gì. Vậy là bấy lâu nay cô không biết cô bị gì hả? Hồi nãy cô biết hả? Không biết bị gì nữa. Không biết bị gì, thầy làm quá đau. Ở đau không? Đau cô không? Đau dữ lắm. Làm như hơi khỏe. Hơi khỏe hả? Mắt sáng chưa? Mắt sáng chưa? Mắt thấy đỡ rồi, thấy cô Lý rồi. Thấy cô Lý rồi hả? Gõ chưa? Thấy gõ chưa? Nhìn coi. Thấy gõ mà cũng như 1 còn 1, 2 á. Còn 1, 2 ha? 10 còn 1, 2 phải không? Rồi từ từ nó ổn lại. Nãy giờ làm gì không biết chưa hả? Nãy giờ làm gì không biết đâu rồi. Rồi bình tĩnh đi, nằm nghỉ ngơi đi ha. Thả lỏng ra, nằm nghỉ đi. Lấy nước lau mà cái mặt qua đi anh. Nước lau thầy nè em thấy. Rồi bây giờ bữa nay thầy Trung với mấy em lại là giúp đỡ cho gia đình thì cũng mang ơn thầy Trung. Điện qua quá trời lâu rồi thầy mới lại, rồi giờ thầy giúp đỡ cho hết rồi đó, giờ gia đình cũng mang ơn thầy Trung, mang ơn rất là mang ơn luôn. Chú cũng như bữa nay nhờ thầy Trung với chú Hậu lại trị bệnh cho vợ của chú đó, giờ ba khỏe rồi. Chú cũng cảm ơn thầy với Hậu. Thầy Trung có cái số điện thoại ở trên Du Tiến đó, rồi bắt điện thầy chính xác để thôi bị lừa đảo nữa đó. Rồi cũng cảm ơn thầy Trung với chú Hậu với chú tài xế.